hiện tại bây giờ coi trước là nhà anh đâu ạ? À? Tuần Bạch Mai anh ra mua bánh giò, cái việc đấy là không thiết yếu rồi. Thế là ở Bạch Mai anh không còn bánh giò. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh về công an phường để xử lý nhá. Tất cả con gái mua mấy bánh giò ở nhà anh rất Bạch Mai mà anh lên thì khuê anh mua bánh giò thì nó mà Bạch Mai thì chả phải đi hướng này. Đó, đi lên trên này mua để đi về mà. Anh ạ, bánh giò mua địa chỉ anh ở chỗ nào? Khuê mà. Khuê phải bánh giò ngay đây này. Nghỉ rồi nhá.